Hello, xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải cái phần mềm Garena về trên máy tính hay là laptop để mọi người có thể là chơi được những cái game như kiểu là Liên minh huyền thoại, FIFA Online 4 Ok, thì để có thể là tải được cái phần mềm Garena thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái trang Garena.vn Thì link tải chắc mình sẽ để bên dưới, mọi người kích vào link Và mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là tải ngay nhé Link tải mình để bên dưới mục mô tả cái video này nhé Mô tả mọi người nhé sau khi tải xong thì mọi người có thể là kích chuột trái vào đây để cài luôn hoặc là nó sẽ ở trong cái mục download này nhé. Đó, mọi người kích vào. Mọi người sẽ chọn z nhé. Tiếp đến thì mọi người sẽ chọn là chấp nhận điều khoản sử dụng hoặc là ấn tùy chỉnh này. Ở đây tùy chỉnh đây là có nghĩa là uh, cài ổ lào. thì cái này nhẹ thôi, mình cài ổ lào cũng được và mình sẽ chọn là cài đặt nhé. Sau khi tài, cài đặt xong ấy, thì mọi người sẽ đăng nhập cái tài khoản Gala của mọi người vào. Anh em nào chưa có thì ấn vào chữ tạo tài khoản nhé. Ở đây mình có rồi thì mình sẽ vào luôn nhé. Thì đây là những cái game này như kiểu là FIFA Online 4 này, Liên minh huyền thoại này liên quân, liên quân thì mình chúng ta chơi ở trên uh, điện thoại nhé, trên trên máy tính cũng được nhưng mà dùng giả lập nhé, không tải đấy được. FIFA cũng vậy, còn cái game này thì mình không biết. Tiếp đến thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người cách tải game luôn nhé. Ví dụ mình sẽ tải game là FIFA năm bốn chẳng hạn, mình kích vào đây. Thì uh, mọi người có thể là ấn vào đây cài đặt luôn, hoặc là mọi người sẽ chỉnh cái đường dẫn nó, kích vào đây. Chọn đường dẫn này, mọi người có thể là chỉnh, uh, cài ở ổ C hoặc là đổi sang ổ D chẳng hạn nó, tùy mọi người nhé game FIFA này select này đó ấn ok này cái này kệ đấy, không không quan trọng nhé ấn ok tiếp này chọn cài đặt tiếp nhé mọi người chỉnh lại thêm lần nữa là được thôi đây select ấn ok đó thì nó bắt đầu chạy này nó đang tải về và mọi người chỉ chờ nó tải về xong mọi người có thể chơi được nhá ok thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tải cái phần mềm Carina về trên máy tính hay là laptop để mọi người có thể là tải được những cái game như là liên minh huyền thoại fifa này để mọi người chơi nhá thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người xem video thấy hay thì cho mình xin nút like nút đăng ký kênh và nhớ bấm chuông của mình nhá xin chào mọi người và hẹn lại bye bye